Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thế nhưng tại các làng hoa cây cảnh trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, không khí xuân đã cận kề. Đến nơi được mệnh danh là thủ phủ hoa, cây cảnh của Hưng Yên, những ngày cuối năm này, du khách có thể cảm nhận được một bức tranh mùa xuân đầy màu sắc. Những ngày này, gia đình chị Nguyễn Thị Vân ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang đang tích cực chăm sóc gần 600 cây bưởi cảnh để kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng chị Vân rất vui là hơn một nửa số cây bưởi đã được khách đặt mua. Tôi chỉ làm bưởi và quýt lục bình. Thì hiện nay là quýt lục bình nhà tôi thì cũng bán được hết rồi và khách hàng cũng chở đi hết rồi. Thì hiện nay nhà tôi chỉ còn bưởi và bưởi thì nhà tôi cũng bán được 50% rồi. Kỹ thuật của người nông dân với cả cái cách chăm sóc của người dân là sẽ tiến bộ năm ngoái. Vì là năm nay quả nó sẽ sai quả và mã nó đẹp hơn. Nọc lá sẽ tốt hơn, cầu kỳ hơn. Những năm qua, nhiều hộ trồng cây cảnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng đã thay đổi phương thức canh tác, tỉ mỉ chăm sóc và tạo dáng thế cho cây để phù hợp thị hiếu của khách hàng. Năm nay, lễ hội Làng Hoa Xuân Quan Văn Giang lần thứ 3 cũng sẽ tiếp tục được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hoa, cây cảnh đến khách hàng xa gần. Năm nay là chúng tôi đã tổ chức lồng ghép hai sự kiện chính trị lớn của địa phương. Đó là tổ chức lễ đón bằng nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và khai mạc lễ hội hoa lần thứ 3. Đây cũng là một dịp để nhân dân địa phương và những người làm hoa cảm ơn và tri ân những khách hàng, những người đồng hành cùng với làng hoa Xuân Quan. Một mùa xuân mới đang đến gần, những người trồng hoa cây cảnh ở Hưng Yên vẫn đang tất bật chạy đua với thời gian để mang không khí xuân đến với mọi người, mọi nhà để đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc.